Rất nhiều anh em đang cà khịa bác Tuyết là không dám sâu quy trình sản xuất đùi gà. Thì ok, hôm nay bác Tuyết sẽ sâu nha. Nhưng mà bác nói trước nha, bác không thể sâu rõ 100% được. Các cháu xem thì không sao, vô thưởng vô phạt. Nhưng mà bác đang làm kinh doanh mà, nếu lộ ra quy trình, máy móc, nguyên liệu rất dễ tạo ra đối thủ cạnh tranh. Mà thương trường thì như chiến trường rồi, nên anh em thông cảm cho bác Tuyết nhá. Và giờ đi vào xem nhá. Mọi người có nhớ xưởng sản xuất này không? Đây chính là nơi sản xuất độc quyền Bim Bim mái tôm nhà bác Tuyết đấy. Bước đầu tiên của sản xuất chính là nguyên liệu. Và đây chính là bột mì thông dụng. Bột và gia vị sẽ được cho vào cái máy này để trộn và nhào lên. Đây nhá, bột sau khi trộn và nhào xong nó sẽ như thế này này. Bây giờ thích bánh trôi hay bánh dọ, bánh mì đều được nhá. Vừa vặn rồi nhá. Sau đó bột sẽ được cho vào máy dập khuôn để tạo và định hình đùi gà như thế này. Đây nhá, đùi gà đây nhá. Trông nó có giống xá sùng không? Và bây giờ bác mang đi chiên nhá.